are now in downtown Duluth, right in front of the Fun Duluth Casino. It's kind of like a ghost town. It's only about 8 o'clock in the morning right now. Đây nào mà chết cơ nó còn đây nào nè đây mà chết chết thì chết xíu chỉ mua chính nhau hỏi nha. Nó mà hỏi mà thêm làm gì khác cơ nó lúc bà Lake Superior nó mà lý do lúc lo chắp là nhau thấy kiểm bị kéo nè Locker, đang có cứng. Nó giờ lưu park đó, bỏ xì, con này tốt đẹp, con dê, con non dê, tổ xì, tổ kiến gây nó nữa. Bây giờ tổ xì, tổ nó là tổ. Nó nhập bó, bị Duluth, Minnesota nữa. This is very close to the mouth of the Knife River, North Shore, Minnesota. Let's go look at the other side of the bridge. Very beautiful river, Knife River. No salmon running yet, but it should be pretty soon, a couple of weeks or so. There should be salmon in here. Yeah. The water just needs to be a little higher. You need more rain. Let's bring this river up a little bit more. And then the salmon can make it up here. Pretty soon. This is the first weekend of September. Yeah. Thank you.
Look at this, the most people we've ever seen here, babe. Cold.